nước Long An. Bây giờ mình sẽ tháo ra, hướng dẫn chị cách sạc, cách chơi ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chị cách sạc và cách chơi. Đây là dòng sạc pin sạc có 4 pin ha. Và sạc bằng cổng USB thì tất cả các cái cổng sạc từ máy tính hay là TV mà dùng đầu USB này đều sạc được hết. Hoặc là mình có thể dùng được sạc Samsung và điện thoại trắng như vậy để sạc. Thì 4 viên pin này mình sẽ sạc trong vòng 4 tiếng ha. Thì mình đặc biệt là không được sạc cục sạc của iPhone nha, và không sạc qua đêm ha. Ví dụ là 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi đều được, nhưng mà không sạc qua đêm nha. Khi sạc thì là đèn ở chỗ này nó sẽ lên đèn đỏ. Bây giờ mình sẽ lắp pin cho tay điều khiển. Hai pin chỉ rồi ha. Giờ hết thì mình sử dụng ha, mình thay pin khác xong. Rồi mình sẽ tháo xe ra để lắp pin vào. Bây giờ mình sẽ đóng hàng để gửi cho chị Ngọc Anh nha.